điện cái tiền. Cái điện cái tiền thế nơi không ở. Ây da. Ây da. Ây ơi. Ây da. Gì? Làm gì? Ôi cái máy bị gì vậy? Mẹ ơi. Ừ. Sao ra? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Không được. Đi mạnh đi. Con chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Săn Ma Vlog và kênh Gió Đồng. Chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại kênh của hai con nha. Bữa nay vô nhà có cái mùi gì đó hôi á. Mùi hôi á. Ở tập trước thì hai cậu cháu con có đến nhà mà của người gì chị giống đó. Thì ở lần trước ở nhà thì có cái phong một người đàn bà mặc cái áo đen mà theo mặc áo theo đạo á, theo cái áo đen đạo mình đạo hướng nghĩa. Thì cái áo hướng nghĩa người tại gia cúng mặc đồ cúng ngơ thường thường đốt nhang. Áo cúng thì kêu mình áo cúng. Áo cúng đó. Nhưng mà người đó là nữ. Nhưng mà nữ hay nam thì không biết, nhưng mà tóc dài nhưng mặc xương không à. Và có một đứa con nít, một thằng trai nít. Lúc đầu thì hai cháu vô cũng có gặp, cũng xuất hiện ở cái cửa trong cái phòng. Nhưng mà một lúc lát sau lại cái bà xuất hiện. Và đứa nhỏ kia mất tiêu luôn. Ừ, mất tiêu luôn, từ đó sao luôn. Không, có cái bóng dáng này chú có giống á. Hình một người đó nằm chú có giống với không biết ai luôn. Ừ, nó từ lâu đó. Thì hôm nay hai cháu con cũng trở lại để mà tiếp tục để mà tìm hiểu về những cái bông ở đây. Mà trước đây thì ổng nói đây là ở đây có một cái bông người đàn bà ở đây. Nhưng mà thật sự ra thấy cái bông của cái người mà cái đầu sọ này nè, với lại cũng mặc màu đen. Thì hai cô cháu cũng suy nghĩ đắn đo không biết là phải vào đây hay không. Thì cũng quyết tâm đảo lại coi coi có phải là chồng nó đi quay chỗ này chỗ kia bị họ theo hay hoặc là vốn dĩ mà đã ở đây rồi. Như thêm là tụi con cũng có hỏi nó nói cả nhà thì là cái bữa là khi mà nó nói là nó không phải là nó cầu cái người này mà nó cũng không biết là khi mà tụi con cho nó coi lại nó nói nó không tại vì cái bữa là nó nói nó đang cúng là nó cúng cho cái cô gái nào đó, nó nói có cô gái theo thì nó biết là vậy, nhưng khi cúng thì nó lại thấy cái người đồng xương đó thì xuất hiện ra và tác động vào nó, và nói chung nó nói là cái người làm như có cái gì đó rất là mạnh á. Mà nó sợ rồi nó cũng không có dám cầu nữa. Thì nó mới nói với con. Hôm trước đến cả nhà thấy thì con nghĩ là vậy. Có thể là con với Tú hai thằng nó có cái rồi có cái gì đó làm thu hút họ. Rồi khi hai cậu cháu đến. Trời. Thì khi hai cậu cháu đến thì họ xuất hiện. Nhưng con nói thẳng ra là ở đây thì cũng có anh chị con ở gần chứ không phải không, nhưng mà có việc á là thôi, họ không cho thấy mà thấy thôi chứ không phải không thấy đâu. Có chị con thì ba thấy, tại vì ba không có ngủ bên đây mà ba ngủ bên nhà bà nhà chị con á, chị Tư á, thì ba nói là khi ba đang ngủ là ba thấy nhiều lần lắm rồi nhưng mà không thấy con mặt. Ba thấy có người phụ nữ mặc bộ đồ đen đi thẳng vào đầu giường á, bà nói là cái đó lúc không phải ngủ, nghĩa là mới nằm xuống vậy trong màn ừ, là đứng ở đầu giường mà thấy, mà nói thấy biết mà mở mắt muốn mở mắt nghĩa bự lên để nhìn để gõ cái ai vậy thì nhìn không được, nhìn không có ra. Có nghĩa là cái người cho thấy nhưng mà mặt mày không thấy được, có nghĩa họ làm cho mình kiểu như nhìn mờ, thấy cảm giác cái mờ thấy họ bóng dáng đi vô thôi, thật mặt mày thì giống như là bị che đi không thấy được mặt mày. Giống như là nó mình không nhìn được rõ vật thể đó, nó mờ ảo ảo như thế. Họ cố tình họ cho mình biết là họ đang hiện diện ở đây, nhưng mà danh tính của họ tất nhiên họ sẽ giấu. Họ không thể nào để chúng ta biết được mặt mũi của họ. Tại vì sao? Vong linh mà họ cho chúng ta thấy được mặt mày thật sự của họ thì họ sẽ bị rất là nhiều vấn đề xảy ra. Thứ nhất là có thể là bị thầy, chứ thầy yểm với mộ. Tại biết mộ đó là mộ của này rồi, gặp của này biết chắc chắn là mộ của này đây. Tất nhiên có những tác động bên ngoài như là những thầy pháp hoặc là những người mà người ta ở khu vực đó người ta sợ á, gặp cô này cô sợ á. Mà sợ nhất là họ sợ nhất đa phần là cả nhà
là biết tên với tuổi. Sợ nhất là đó, gương mặt đỡ á, tên tuổi dễ thì kiếm hơn. Tên tuổi thì biết tới tên tuổi luôn thì bắt dễ luôn. Tại vì khi mà biết được tên tuổi thì họ có thể yếm hoặc là bắt hoặc là nhiều cái lắm. Bởi thể thao những cái vong linh á, những vong linh nào đã cho mình biết tên tuổi là những vong linh nó tin tưởng mình dữ lắm rồi đó. Rồi và cũng như họ muốn đi về chùa tu rồi đó, cũng như là họ không có còn cái tham sân si gì nữa, mà họ buông bỏ hết rồi. Họ nhận thấy được những cái điều gì đó ở mình đó rồi. Còn họ có nhiều họ đang đề phòng mình là tất nhiên họ sẽ không thể nào mà cho biết thông tin của họ. Nếu mà nói ra thì biết đâu mình là phải là người giúp hay không mà mình lại là người bắt họ. Tại vì người ta đâu có tin đâu khi mà. Người xa lạ ai tin? Mình nói mà thậm chí cả nhà anh em với nhau này nhiều khi mình còn nói dốc với nhau để mình lợi dụng gì điều gì đó, nó không chi là cái người tự nhiên xuất hiện. Mà khi tôi đi chùa tự đâu có khơi đi chùa gì. Nói về anh em dùng hỏi anh em cùng chém chết nhau vì miếng đất kìa. Thì con tắt đất cùng chém chết trời nhà đó. Thì đó nó cũng có nhiều cái lắm thời buổi bây giờ. Tắt đất thôi mà chém hết trơn nhà luôn. Vì đồng tiền mà. Thật sự cái nhà đôi khi á, anh em thì lúc còn cha mẹ còn sống thì thật sự cũng còn có cái điều này điều kia nó hòa thuận đúng không? Và khi mà chia đất ra thì tất nhiên là sẽ có người này hơn người kia ít hơn rồi. Cũng may ạ, mình gia đình mình không có ai có đủ đất. Mình không có đất. Nghĩa là tự lập gia đình rồi tự bươn chải rồi tự xây dựng vậy thôi. Tại mình nghèo khó từ lúc trong trứng rồi. À, chứ không, với ông bà thì thật sự ra không có của cải những người khác. Hầu như con cháu hầu như đâu có tranh giành đâu. Cũng đi tha phương, thật sự ra nó vậy. Cũng bình dương Sài Gòn thẳng tiến. Nói chung thì ngày xưa thì cha mẹ ông bà không có thì tới đời cha mẹ cũng cha mẹ ông đâu có thì cha mẹ không có thì tất nhiên con cái cũng tự bư tự vào nhưng mà nó thẳng ra thật sự đời sau này chúng ta thì có thể vươn hơn một chút đối với ông bà hồi xưa chúng bà ta có vẻ như là thoải mái hơn chút đối với ông bà hồi xưa thì mà không nhiều giọng bây giờ mình đi rồi cả nhà đi hiện tại trong này luôn rồi nhưng mà để mà họ mà gọi là dễ xuất hiện nhất thì tụi con phải làm sao cho nhà tối nhất có thể kéo lại kéo hết màn lại để cho nó âm u và vong linh họ dễ xuất hiện nhất. Thôi bây giờ cả nhà đi cùng tụi con nhé. Cả nhà. Thì giờ theo cháu gọi trong đây thôi nhưng mà lúc này nãy giờ thì vào trong nhà này thì không có nghe. Cái này chỗ sáng mà ịn thêm cái mền cho coi bả có gà. Cố tình làm gì cho họ xuất hiện mà. Chứ giờ đôi khi á. Sáng quá thì họ xuất hiện cho họ giữ. Sao máy tôi có hùng. Đây cả nhà hình con nhỏ nè, ông đẹp trai không? Hoài. Giới thiệu hoài. Giới thiệu hoài. Ta còn có tấm hình duy nhất rồi nhỉ? Gì? Cái cửa kìa. Lên thắp nhang trên cái bàn thờ trước. Đi ra trước đi, trước thấp trước. Gì? Ra vào trước thấp trước đi. Gì lý? Kìa, có đang chứng nữa kìa. Ủa? Màu gì Phật? Có bóng kìa. Cái gì? Có bóng. Gấu? Ừ. Có bóng. Cài đi ra ngoài đốt nhang cái đi. Đi. Cành giống lâu lắm mày không ai nha quá cái bàn thần quá bụi cầm gầm giống luôn mày ơi trời cũng cái bánh gì nè dọn dẹp gì chứ bởi vì nó bị đám bụi trong mấy chục lớp lâu quá nói chung mà chị con đi cũng nói chung cũng tha phương cầu thực thôi chị làm kiếm sống ở quê thì không có công việc làm nên nó bỏ nhà làm người quá cao à. Ừ, làm cao quá trời. Rồi, vô. Cô tao hồi đó, qua tới giờ lâu lắm rồi. Cái này quá chết luôn. Cái cán cơ. Cán cơ.
Mua gì được không? Trời, mình có đạn. Đạn. Gì? Không quẹt đốt làm gì? Để xếp tôi đây để đâu anh này. Đâu? Đâu gớt xuống hả? Đâu gớt xuống hả? Không biết nữa. Ê! Đang, tự bắt nước. Thế, từ từ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cầu Phật tổ Phật thầy, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị nơi bên núi, đất đai ăn chạch. Hôm nay hai Phật cái mặt con trở lại ngôi nhà này. Thì trước tiên thì cũng đã gặp được hương linh ở đây rồi. Thì hiện tại bây giờ hương linh đang ở đây. Thì tụi con cũng mong được rằng nó đang chập tụi thần để đây á, gia hộ phù hộ độ cho chúng con có cơ duyên mà gặp được hương linh. Từ từ thôi. Các người từ đâu đến đây á, bây giờ cần điều gì muốn tôi giúp á thì đợi cho, còn không á thì tùy duyên thôi. Cái gì vậy ta? Từ từ thôi. Cái gì? Đâu tao ấy thầy? Dạ. Cái gì đó? Nam mô A Di Đà Phật. Cái chung bữa hổm mình bỏ ở đây đâu ta? Cái đèn cày hả? Cái chung đèn cày á. Ủa? Không biết đâu anh. Đâu ta? Cái chung đèn cày đâu rồi? À biết. Kìa. Đâu? Kìa không lo cái mặt kìa kìa. Cái bà mặt xương kìa. Trong cái cửa kìa. Bữa nay là hiện rõ luôn. Ừ. Như ra ngoài vậy luôn. Cái chung đèn cày đâu ta? Ai đâu biết đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cầu, tôi không biết ở đây trước mặt hai con cháu tôi là vong linh nam hay nữ, ông hay bà, thì hai con cháu tôi đến đây thì hôm nay thì tôi nói tôi muốn khuyên bảo vong linh, chứ tôi cũng không muốn làm điều gì mà gây hại cho vong linh hết chứ ha. Giờ vong linh có nghe được những gì tôi nói thì hãy tỏ bày những gì mong muốn của vong linh để hai cậu cháu có thể giúp đỡ vong linh. Tụi tôi thì không có cái gì hơn, thì ở đây có tấm lòng mong rằng là hai cậu cháu tôi có thể giúp đỡ và hồi hướng cho vong linh về với cái cõi khác, không phải ở nơi đây mà chịu những cái oan ức mà lạnh lẽo như vậy. Ở nơi đây là cái nhà mà cũng có chủ chứ không phải là nhà quan, có chủ có người ở. Vong linh nên nhớ kỹ điều đó mà đừng có cố chấp ở đây. Đấy. Đây cũng xích nè. Kè đây. Ê cái gì? Cái này là ngay kìa. Đây nè. Ừ. Nghe trọng không mày ơi? Ừ. Cho mày gỡ nữa kìa. Nó ở đây mà. Má làm đâu rồi? Má làm đây nữa rồi. Kìa. Sao ở đây? Gì vậy? Quá luôn á.
Nam Mô A Di Đà Phật. Có ai nghe không? Nếu mà có vong linh của một cậu nhỏ nào á mà còn có cái gì? Ủa? Ủa rồi? Kìa, tính VIP nằm rồi kìa. Nếu mà cậu nhỏ hôm trước mà chúng tôi có thể gặp ở đây á, mà cậu xuất hiện ở đây, mà cậu có mong muốn cái điều gì? Nghe tiếng là không biết đâu. Tôi thấy cậu là có thể là một vong linh nhỏ, bé chưa hiểu chuyện, mà khác là những vong linh kia. Thì mong rằng nếu mà cậu có mặt ở nơi đây và nghe những gì hai cháu tôi đang mở lên, hai cháu tôi thổ lộ, thì mong muốn có thể giúp đỡ vong linh. Thì cậu là một vong linh nhỏ đừng nên ở đây nữa. Ở đây nhà người ta có chủ ha, chứ không phải là nhà quan. Càng ở đây càng lâu á, thì chúng tôi không có để cho cái người hôm nay đến đây nếu không được. Chỉ tôi tìm cách đuổi đi à, chứ không có để ở đây được. Lén cán hoài ta. Nghe đâu? Không biết đâu luôn. Có gì không? Ủa bữa nay ai dọn cái này làm gì? Cậy xong cầm vô. Hả? Cậy xong cầm vô. Đâu rồi? Nghe lén bén hoài đâu á. Nghe không bén hoài mà không biết. Kì. Nó. Liên tục luôn tao hoài không biết đâu. Kì cái đèn chớp giá nhau này nè. Đây, cả nhà. Ủa? Thiếu nữa. Quan trọng ở đây á, bây giờ mình tìm ra đứa nhỏ để giúp. Nó biết đứa nhỏ nó sao bữa đó gặp đúng lặng một bây giờ mất tiêu luôn. Ừ. Kỳ khôi. Thôi rồi, cái đứa nhỏ bị bà nó đuổi đi. Không, lúc nghĩa là bữa đó cả nhà hai cậu cháu con gặp đứa nhỏ nó ở đây, thì khi mà bà cái gì lạch cạch hoài ta. Ừ, cái giống như bả vậy. Hả? Nào mày về đây tao vô trong nha. À, thấy là thấy nhỏ nó ở trong vậy nè. Ừ. Lui quá đi, ý nghĩa là quay cho cái nhà thấy gì nè. Là thấy cái nhỏ nó trong này là một đứa nhỏ, nói chung là nó cũng dạng nhỏ ở đây chắc cũng khoảng mười mấy tuổi á. Ừ. Nhưng mà khi mà một hồi bà này xuất hiện rồi mắt có khi nào bả nó với nhỏ này là một không hay là sao? Mày biết hỏi tôi sao tôi biết? Không, hay mày suy nghĩ hay là có khi nào cũng có thể mà cũng có là cũng không có thể. Thôi hỏi đồ gối mẹ rồi thì nó như vậy thôi, nó không biết gì rồi. Nên kén hoài. Gì làm gì? Ôi cái máy bị gì vậy? Mẹ ơi! Ơi! Quy! Nghe tao nói không? Ê! Chú ơi! Làm gì đó vậy? Ây da! Ây da! Ây da! Cái gì? Ây da! Ây da! Cái gì nghĩ vô đây trời? Ây da! Ây da! Ây da! Ây da! Ây da! Ê! Mày cọp luôn nhắc rồi. Mau! Ây da, ây da. Ê, niệm chú đi, niệm chú đi. Ây da. Đâu rồi? Ây da, cái gì vậy? Đâu đây? Vậy nè. Ê!
Ây da, đi ra, đi ra, đi ra. Lui ra. Dạ, dạ. Không, ý, cái người mặt xương trời cối, loại này không thấy hả trời? Gì? Không thấy hả? Không, ta nhìn máy nó sọc không à, nhìn qua tới xui. Kỳ. Bà chối tôi leo rồi nè, nó nằm nó bực bực. Miệng lại không ra được luôn, làm ngu luôn. Mà sao bà nội nó ơ hóa, nằm lôi nó nằm bảo. Không biết. Bà muốn điều gì từ mình đây? Bà ghê quá quá à. Bây giờ các người không biết sao nói sao giờ thử. Xuất hiện ra ta là không, bây giờ vậy nè. Bây giờ thử kéo cái màn đó tối thui lại luôn. Cái màn nó sao sẻ nè. Nè. Ủa. Khoan khoan con, cái ghế kìa. Ghế tự xây kìa. Để ê ê ê cái ghế. Coi nhà. Ủa. Ghế tự có cái gì lâu vậy? Cái gì? Có thu luôn chưa? Có rồi. Vô luôn đi. Vô luôn hả? Vô luôn quay đi. Ghế chạy gụt gụt. Bà đặt trước. Mấy bàn thờ để lâu quá. Không ai đốt nhang bởi vì ở nhà có bàn thờ cả nhà. Mà bỏ lâu quá không ai đốt nhang. Cũng khổ. Có cũng như không luôn á. Có gì đâu này. Ghế chạy tới lui. Dạ. Nào mẹ, tao đi vô chổng thôi, vô phòng thôi. Kỳ vậy đó. Ý, mày nhớ hôm trước không? Gì? Có một cái trong ở trong toilet. Mặc bộ đồ giống như mà có mưa vậy á. Mặc có mưa. Ừ. Ừ. Mà cái thấy được đúng một lần mục tiêu luôn. Ừ, như con đứa bé nghe trai vậy đó. Ừ. Mà lỡ trai đó là sao mày về đây giữ gì? À, biết đâu. Đi ta. Ôi cô, cái đàn cày nấy đâu ta? Ừ. Kiếm đây. Đừng đọc. Tôi thui à. Đó thui mà kiếm tôi thui. Giờ nó lấy đàn cày đốt đi. Đàn cày đâu mà đốt? Đàn cày chỗ nào đây? Mà tối vậy, nếu mà tối giờ mới dám xuất hiện. Ừ. Chứ cái dạng mà sáng quá rồi. Người đâu? Ồ, anh nãy. Bà cái đèn đó, bà cái đèn đó. Nãy tôi đến đầu giường. Ừ, dạ. Nãy để đầu giường nắng. Ờ, còn cháy không? Cháy vô, tắt queo rồi. Ủa mà sao? Cái gì? Bà ngồi cục phù lừ kìa. Bà ngồi kế bên đông luôn. Ừ. Ê. Ở đâu? Bà ngồi đó. Tiếng mặt luôn. Đây luôn. Tao thui không thấy. Thôi cũng em thua lùi bả chắc mai chứ. Để tao kiếm cái đèn cày nãy bỏ ở đâu. Còn thấy không? Còn. Ê. 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 Thấy rõ luôn đó. Thấy không? Thấy chưa? Phải. Ê, đẩy cái máy lên cái lên. Đây luôn đi. Đúng không? Gầm kìa. Nam mô Di Đà Phật. Bà ơi, hôm nay là hai con cháu tôi lại trở lại đây. Tôi không biết thầy bà từ đâu đến đây. Bà có mong muốn cái điều gì á. Thì bà nói với con cháu chúng tôi. Lúc gần thì tối quá thì có mong tụi tôi làm điều gì giúp cho bà không? Rồi bà đi. Chứ bà đừng ở đây nữa. Bà ở đây nó không có giúp gì ít cho bà đâu. Chỗ này nhà người ta có chủ. Nhà người ta còn ở chứ không phải là người ta bỏ quan thì bà vô ở của con không nói. Bây giờ á, nếu bà mà không đi thì tụi con sẽ đuổi bà. Ê, được không? Được đâu? Cái gì? Cái gì?
Bị gì? Ây da. Trời. Ây da. Từ từ nó giống như đang cày kìa. Trời. Ây da da. Kê ây da. Cái căn cơ gì? Gì? Căn cơ gì? Căn cơ gì? Bị bà làm chứ căn cơ gì? Cái gì? Em biết miếng này đâu, ngoài bãi vô nè. Chạy không biết tùm tâm gì. Đắp mền luôn. Gì vậy? Trong cái phòng này nè. Nãy ngồi xuống. Nãy thấy gõ không? Thấy bà gõ không? Thầy bóng 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 thấy bà cũng gõ nhưng mà thầy hơi đen, hơi tối. Cái đèn nó hoài lắm, trong toilet á. Ừ. Ê, để coi bà làm gì. Mô Phật bà ơi, thì bà muốn điều gì đây? Bà muốn gì bà nói người ta mới biết được đáp ứng cho bà. Cả nhà nhìn thấy người ghê thì chứ cái mặt của bà ghê quá. Còn bây giờ á, bà cứ vào đây rồi bà cứ lộng hành, bà phá phách, bà không nghe khuyên bảo. Ở đây á, hai bà cháu tôi nói bà lần này nữa nha. Bà có cái gì đó bà mong muốn thì bà nói rõ. Đuổi gia chủ đi vậy? Nhà người ta bà đến đây bà ở mà bà đâu đuổi người ta đi. Chính nhà luôn. Bà đâu đây? Bà từ đâu đến đây hay là bà từ ở đây rất lâu rồi? Cái gì? Bà ở đây mấy năm? Năm sáu năm rồi. Bà nói dốc. Năm sáu năm trước tôi ở đây là bà, nếu mà là bà kia thì là ở rất lâu rồi. Yeah. Bà từ đâu đến đây khi nào? Bà có phải là cái vong linh mà thường lúc trước bà cho những người chị tôi trong nhà tôi thấy không? Coi bà không? Hay là ai? Bà thì đâu ra năm sáu năm, tôi từ khi tôi đi khỏi cái căn nhà đến giờ cũng hơn 4 năm rồi. Mà trước đó tôi ở đây cũng 5-6 năm mà tôi có thấy bà. Mà thậm chí là chị mấy người chị tôi thấy, mẹ tôi thấy mà thích ở đây lâu lắm rồi, không phải bà. Bà đến đây muốn cái gì? Ở với tôi. Về đây kiếm nhà người ta. Rồi muốn đuổi gia chủ đi. Đâu ra chuyện đó gì? Người ăn với người dương không hòa chung được, không có sống chung một cái nhà được. Bà chiếm nhà ta, người ta bỏ nhà này cho bà ở. Sao nghĩ điện với tị? Chị điện với tị thế nơi không ở. Bây giờ, bây giờ. Ê, ê, bây giờ. Tôi bệnh lan lên nữa. Cái bà nói mưa nữa. Ừ. Mở với bà này liên hệ nha trời. Làm như á, bà này bà muốn nói chuyện thì bà kia bà cản. Ừ. Có nghe hai này, người này có liên quan với nhau không? Biết đâu, bà này không gần. Mất tiêu rồi. Căng thẳng nha. Mà
thằng dưới đó mày nhìn nhìn đâu, tôi tính vô trong lấy cái đèn cày cái đèn vô đi đi vô. Khối quá khối. Ê, ê, ê. Ủa rồi bài cũng mới lì. Bà thải không ra được chưa? Bà mình lì đừng trách tôi nghe. Nhắc gì? Muốn làm gì? Làm gì đây à? Không làm bên ngoài đây vậy? Ây! Gì? Đi ra. Đi ra nè. Đi ra đây. Mày làm gì núp đi vậy? Đây ngồi lùi đi. Cái giò tao cái gì nó bẻ cái ngắt à. Đi không có được. Người em luôn. Không nghe tiếng luôn. À, dạ. Cái giò tao nè. Gà tao ra coi. Ôi ra ngoài này tôi mở cửa mới được chứ. Mày à. Để một chút. Cái gì á? Giống như cái gì bẻ cái giò á, cái ngắt cái gian này vậy. Bây giờ đâu á? Gặp bẻ gù rút. Ôi trời, kỳ khối vậy. Cái bà mà cái bà mà mặc cái áo cái đó đường bà đâu mày? Gì? Cái người mà mặc cái áo giống như mưa vậy. Ê, trời ơi, trời trời. Gì? Ê, trời. Ê, cái gì? Trời trời, khoan. Ê. Ê à. À. Cái gì đang gì con thì dạ không luôn rồi. Không luôn. Ê. Đạp nó. Có gì đâu đạp. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Nó đạp, cái gì tôi nói. Cái gì vậy? Không thấy gì chứ, mày thấy gì không? Thấy gì là cái giấm không mày. Ây da, ây da, mày đau luôn mày. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Gì trời? Ây. Cái ngắt cái tai luôn rồi. Ê. 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 Dính cái tai vô đây rồi. Dính ngắt đi. Lo lo cái này đúng rồi. Té cái đầu bây giờ. Ây da, đau quá, đau quá, đau quá. Ê, cái sợ, ây da. Đau quá trời đau rồi. Ôi trời ơi, đau. Cái cảm đâu. Có sao không? Có sao không? Dập kinh cung. Đau quá trời đau rồi. Ây da, ây da.
Ôi trời, mày lôi cháu nhớ xuống cái vô cái đây văng luôn. À đâu quá trời, ôi cái phòng mà cái... ngay trung tâm điều khiển nó chết luôn rồi. Mắc thở luôn. Dạ đau quá. Cái cằm của tao nó sưng rồi. Nó chụm này giống như gió heo quá rồi đi. Nhất quá nhất rồi mày. Nhất hả? Ừ. Sao nhất? Cái trúng cái cằm nãy vô cái gì. Cái cằm tao nó nổi cái gì đây nè. Một bọc cái gì mà. Nè nè. Ê kìa, mở cửa kìa. Có muốn không? Dạ. Cái gì? Nè. Ây da. Cái gì? Tàn trang nước. Tàn trang. Cái cửa này sao mở không được trời. Nhức quá nhất là chịu không nổi. Nhức hả? Ừ. Ây da trời ơi. Ủa? Cái cửa không mở nữa, đóng lại nữa kìa. Ây da da. Ê kìa kìa. Ê. Ăn nhỏ mà hổm cái gì kìa. Ừ. Mở được vô liền luôn đó. À, được không? Đó rồi. Cái gì? Gãy ra muốn ngắt rồi. Ủa, cái đèn có hư nữa rồi. Ủa? Môi Phật thì phóng lên đây. Thì không biết là con Linh nam hay nữ, trai hay gái nhiêu tuổi rồi. Thì tụi cháu tôi đã biết được dốc dáng con Linh là một cái người nào đó cũng như nhỏ con đó. Ây à. Thì bây giờ nếu mà cần sự giúp đỡ như nào thì ai đó xui khiến hoặc là sai khiến làm những điều không tốt á, thì giờ Linh cứ đứng ra nói đi, tôi giúp đỡ cho. Kìa mở cửa kìa. Để tao đưa máy trong luôn nha. Để tao đi lạc vô. Dạ mới ngồi. Dạ mới ngồi. Trời ơi trời. Dạ. Đừng nói chuyện bả luôn. Khoan để cái máy xuống kìa. Vô trong đi đóng cửa cái này. Thì nữa là mở đèn dầu thôi. Vậy thấy cái này vô trong chi? Vô trong rồi sao thế gái? Nó mô dịch Phật. Bà ơi bây giờ bà muốn như thế nào nói đi. Nếu tụi con giúp được tụi bà thôi, chứ con chắn giúp cho. Cái người xuất hiện ở trong toilet đó mà mặc áo mưa đó là có liên quan gì tới bà nó không? Cùng bà đến đây hay sao vậy? Tụi con khuyên nhiều hen, chứ không phải không khuyên, mà khuyên gọi đến mức nào đó mà không khuyên được nữa thì tụi con không phải đuổi bà đi thôi bằng mọi cách. Bây giờ bà nói thật tụi con đi là bà từ đâu đến đây và bà giống gì ở đây hả? Từ khác khác đến. Ê cái cửa. Cái gì? Rồi. Ê. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Ủa? Cái gì vậy? Sao gái? Mở ơi. Mở ơi. Không được. Nghĩ mạnh đi. Ngắt nè. Nghĩ mạnh đi. Nghĩ tiếp tao ơi. Nó nghĩ nè. Cái trời. Mày đem đèn gạt kìa lên. Cái gì? Ủa? Đi đâu rồi? Sao kỳ trời ngắt vậy? Ý như bị phá cái gì á. Bị gài cái gì rồi? Gài đây nè, cái này đây đây mình. Biết rồi mà bị gài cái gì á. Nè. Giống như nó bị kẹt cái gì á. Kỳ trời. Kỳ coi. Kỳ. Kiếm được ra coi. Không có ra được. Ê bả đây nè. Ê bả nè, bả nghe cái đường ra làm sao? Ai biết tao làm sao vậy? Đứng đó bả chết bà rồi. Bả đứng ngay chỗ đó bị tặng đường. Ây da. Sao ra đây? Ây da. 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 Tao thấy đường chưa vậy? Ây da. Ây da. Ây da. Ây da.
Ây da Làm cái gì không nào? Mày đâu vậy? Mày quýnh dữ vậy? Mày quýnh tao cái gì? Ông quýnh tôi á. Mày gì á? Quắn lại mấy này mấy đường quýnh bịch luôn. Ba đèn mà đây. Quýnh vô chỗ nào nó quanh mặt luôn á. Mày quýnh cái bịch mày quýnh á. Quýnh rồi mày chậm cái đầu rồi thôi được rồi. Cái này nè, chậm đầu tôi nè. Cái miếng này chậm đầu tôi nè. Nè, quýnh miếng nè. Miếng này chậm đầu tôi nè, thấy đường đâu? Nhưng chúng đây không à? Quấn là tôi quấn luôn cái tay dính tay dính lẹo đây luôn nè. Tao không vậy nữa mà tôi dậy họ sức ra. Mà không phải bà này không con bà nữa, bà áo mưa. Ờ áo mưa mà nào, còn đứa nít lửa nào? Kì ta. Thôi đi không ngoài đi, đóng cửa đi bây giờ. Rồi, ấy cái gì? Ấy cái tay nè. Mày, cái gì? Ê, mày ngắt nữa rồi. Kìa trời. Rồi, đèn nữa rồi. Ây da. Đây nè. Ây da. Bà ta ơi. Ây da. Ây da. Trời ơi. Bà ta ơi. Ây da. Ây da. Bà ta ơi không?